Lần nhập cảnh cho thì in được cái tờ giấy xong như quý vị đã nhìn thấy đấy, xong rồi cái đi đi ra cái thì họ cũng không, ông cảnh sát hải quan cũng không hỏi một tiếng luôn. Còn cái ông bên cạnh thì hỏi ông kia quá trời, mặc dù mang passport của Mỹ. Thì chúng tôi là công dân Mỹ, nó thành ra đi vào một cái cửa riêng công dân Mỹ và Canada, được đi một cái lối riêng, còn tất cả thì mọi người đi lối khác. Những người mà có thẻ xanh cũng được đi chung cái lối ra của citizen. Có lẽ là ông ta nhìn thấy trong cái passport đóng dấu quá nhiều để ông không hỏi một tiếng luôn. Thông thường thì là họ hỏi là ông ở đâu đến, ông kia bay chuyến bay nào, cái ông đi với ai không, cái đó thế thôi. Cái chuyến đi kỳ này phải nói rất là thành công. Bây giờ đầu tiên là ngày mai phải làm một cái tờ báo cáo để về cái nhận xét của KBC hải ngoại về APEC. Đó là cái điều quan trọng đầu tiên. Rồi viết cho ủy ban nhà nước một cái lá thư cảm ơn. Trong cái lá thư cảm ơn thì mình sẽ cảm nhận của mình về APEC 2017. Thì chắc chắn là cái bài báo sẽ làm cho Phạm Chí Dũng cũng như tờ báo Người Việt nhức nhối thôi. Tại vì những cái gì họ nói không đúng, như là KBC hải ngoại nói thì chắc chắn là họ sẽ tự xấu hổ thôi. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi không có muốn nói những cái chuyện buồn, và những cái chuyện gì nó bỏ qua là bỏ qua. Và chúng ta thật sự hãnh diện ngẩng mặt với thế giới sau cái APEC 2017. Và chúng tôi cũng rất là lấy làm hãnh diện được ủy ban nhà nước dành cho tất cả mọi sự dễ dãi và ưu tiên trong thời gian tác nghiệp tại Đà Nẵng. Vâng, thì chúng tôi có một vài bạn hỏi trong nước lúc mà chúng tôi chưa về đó, nhưng mà về vấn đề tế nhị chúng tôi không có trả lời, nhưng mà có thể nói thẳng như thế này. Vâng, có lẽ là cái chuyến đi của chúng tôi kỳ này là một chuyến đi dài nhất. Dài nhất là không phải, tại vì có những lần KBC hải ngoại đi tới 35 ngày nhưng mà có nghỉ. Lần này đi 33 ngày và không nghỉ. Là lần này chúng tôi đã đi tới 33 ngày và không có ngừng nghỉ, và bay nhiều nhất từ Los Angeles về Hà Nội, từ Hà Nội vào Đà Nẵng, từ Đà Nẵng ra Hà Nội, và từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, từ thành phố Hồ Chí Minh ra Côn Đảo, và từ Côn Đảo trở về thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý vị thấy rằng những cái thời gian chờ đợi phi trường cũng như là cái thời gian mà lên xuống máy bay là một cái cực hình. Lần này thì về đường bay của Đào Viên, tức là phi trường Đài Loan á, đi qua Los Angeles bay thẳng luôn, không có bay vòng cầu nữa. Thành ra con đường về có 10 tổng cộng luôn cả. Khi mà cất cánh máy bay ra ngoài đường bay đó, và cất cánh đó, và cũng như đáp xuống đó, là khoảng 10 tiếng 95 45. Đây là một chiếc xe màu đỏ Prime Time, mà không phải xe của chúng tôi. Xe chúng tôi là 848. Bạn đọc gửi cho tôi một cái link về những cái quy trình kế hoạch của nhà nước Việt Nam. Đọc xong rồi tôi mới giật mình, bởi vì những cái quy trình và những kế hoạch đó trong suốt năm 2016, không có thời giờ đọc hết, nhưng mà chỉ đọc cái đề tài thôi, và cái nội dung sơ sơ qua cái mình mới thấy rằng rất là hay. Chúng tôi sẽ đưa cái link nó lên trên kbchải ngoại.com để quý vị đọc và quý vị nghiệm đi. Những người đang lãnh đạo đất nước chúng ta không phải là những người tầm thường, những cái đầu óc rất là đỉnh cao siêu việt. Tôi phải nói rằng càng về Việt Nam và càng
tìm hiểu về Việt Nam tôi càng phục. Và khi mà ở trong cái mạng xã hội, rất may rằng chúng ta thấy rằng đất nước đã khôn ngoan, không có đa đảng. Và cái tự do chúng ta đã từ ngày có cái Facebook này đó thì tự nhiên nó sinh ra nhiều cái tự do quái đản, cái gọi là tự do quái đản. Tự do không phải là nghĩa là bốn chiều tám hướng gì nữa hết, mà tự do bây giờ tự do gọi là tự do lung tung. Vâng, thưa quý khán giả, cái phi trường cũng bắt đầu ngơi ngơi, chúng tôi đang chờ một chuyến xe, tại vì đây ba người chúng tôi là phải đi chung một chiếc xe. Không phải là kế hoạch, cái là cái đó được ký cái mà cái ký từ hồi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tại vì năm 2016 mà cái lúc hồi đó là đầu năm 2016, rồi từ những cái buổi thảo luận quốc hội này kia rất là hay. Vâng, và đọc xong rồi thì mình mới thấy phục những người lãnh đạo đất nước của chúng ta, tại sao mà Việt Nam tiến quá nhanh, tiến nhanh đến nỗi mà ông một người rất là kiêu ngạo như là ông Donald Trump phải công nhận rằng là sinh viên Việt Nam giỏi nhất thế giới. Lãnh đạo Việt Nam, đất nước Việt Nam tiến nhanh nhất trong 10 thập niên qua, mà chúng ta mới bắt đầu chỉ mới băng giao và giải tỏa cấm vận trước 20 năm. Chúng tôi được biết, mặc dù đi ở bên Việt Nam nhưng vẫn theo dõi tình hình bên này, được biết là cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đã tạo rất là nhiều tiếng vang tốt, và hình như dư luận nước Mỹ họ cảm thấy rằng họ đã có một cái sự đoàn kết ở trong đó, tức là hai cái đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa không còn đấm đá nhau như trước khi cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump, bởi vì ông đã mang về một cái số tiền rất là lớn cho nước Mỹ. Người Mỹ họ rất là thực tế, họ chỉ cần biết là vấn đề mà mang lại lợi nhuận về kinh tế cho đất nước là được, tất cả chuyện gì cũng bỏ qua hết. Quý khán giả biết, trong chương trình mà đi về Việt Nam kỳ lần tới đây đó, ngoại trừ cái chương trình mà Phạm Quang Trung dự trù tại Phú Quốc thì chúng tôi không có một cái kế hoạch gì ở trong thành phố Hồ Chí Minh ngoài quay một chương trình văn nghệ sẽ được chiếu lên trên VTV9, thưa quý khán giả. Thì thông báo cho quý vị biết trước, và chúng tôi sẽ hát với lại Lệ Hằng sẽ hát ghép với lại ca sĩ Như Quỳnh Như của trung tâm Đàm Vĩnh Hưng, hy vọng mời được Đàm Vĩnh Hưng hát. Thì Như Quỳnh là con của anh Xuyên, của chủ nhân của Little Hotel Sài Gòn Hotel. Sau đó thì chúng tôi sẽ có chương trình Hòa Bình đặt cho đi Đà Lạt. Từ Đà Lạt thì chúng tôi sẽ bắn qua bên Tây Nguyên luôn. Thì Thu sắp xếp cái lịch trình ở bên Tây Nguyên đi. Và từ Tây Nguyên chúng tôi sẽ đi về Đà Nẵng, Huế. Và cuối cùng thì ở Hà Nội. Đó là lịch trình cho tháng 3 năm 2018 của nhà báo và ca sĩ Lệ Hằng. Vâng, chúng tôi về tới địa phận của quận Cam rồi, thưa quý khán giả. Đây là Freeway 22. Ở trên đầu chúng tôi là Freeway 605.